Các em thân mến, nhạc sĩ Beethoven là nhạc sĩ người Đức. Ông sinh năm 1770 và mất năm 1827. Ông có rất nhiều sáng tác và tác phẩm lớn, chủ yếu là nhạc không lời và nhạc giao hưởng, sonat. Nhạc giao hưởng của ông được xem như những tác phẩm mẫu mực trong âm nhạc cổ điển của nhân loại. Âm nhạc của ông sâu sắc, chứa đựng tinh thần nhân văn cao cả. Và bản Sonat Ánh Trăng là một trong rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của ông. Và sau đây, thầy mời các em cùng nghe câu chuyện về bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Một đêm trăng đẹp giữa mùa thu, tại một thị trấn nước Đức, nhạc sĩ Beethoven dạo bước trên hè phố. Các tháp chuông nhà thờ nhọn hoắt vươn lên trên nền trời, cả thị trấn chìm trong tĩnh mịch. Beethoven nghe vẳng ra từ một ngõ hẻm ai chơi đàn dương cầm, một bản Menuet của mình. Ngạc nhiên, ông rẽ vào một ngõ nhỏ và dừng chân trước một ngôi nhà cũ kỹ. Sau một lát lắng nghe, tiếng dương cầm yên lặng và Beethoven nghe thấy tiếng nói của người con gái. Cha ơi, liệu có đủ tiền mua vé đi nghe hòa nhạc tối mai không? Cha đã chữa 5 đôi giày rồi mà vẫn chưa đủ tiền, may ra chỉ mua được một vé cho con thôi. Trong nhà lại im lặng sau tiếng thở dài của người con gái. Như có điều gì đó thôi thúc, Beethoven khẽ gõ cửa. Người đàn ông đứng tuổi bước ra mở cửa, còn cô gái vẫn ngồi yên lặng trước đàn. Thưa ông, tôi đi qua đây nghe tiếng dương cầm nên xin phép vào thăm. Mời ông vào, con gái tôi ham thích âm nhạc nhưng cháu chơi đàn còn kém cỏi lắm. Beethoven mạnh dạn. Thưa ông, tôi có biết một chút âm nhạc, nếu ông và cô cho phép, tôi xin đàn một khúc. Ồ, thưa ông cứ tự nhiên. Người con gái vội đứng dậy để nhường đàn cho khách. Tay cô lần theo cây đàn, ánh mắt chìm vào vô định. Lúc đó, Beethoven nhận ra đó là một cô gái mù. Niềm thương cảm trào lên trong lòng, Beethoven chơi đàn với sự xúc động mãnh liệt và tình cảm chân thành, day dứt. Thưa ông, chắc hẳn ông là nhạc sĩ Beethoven nổi tiếng. Cô gái mù ngập ngừng khẽ hỏi. Chưa thấy câu trả lời, cô chậm bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh trăng vàng tràn vào không gian nhỏ. Trên nền trời xanh thẳm, những ngôi sao lấp lánh, hàng cây dương liễu và nóc nhà thờ cổ kính hiện ra trước mắt Beethoven. Nhạc sĩ lướt nhẹ hai tay trên hàng phím đàn, một giai điệu vừa xuất hiện trong đầu, những âm thanh vang lên bởi cảm xúc chợt đến khi ông chơi đàn trong căn phòng lạ. Giữa không gian huyền ảo của ánh trăng và trước sự ngạc nhiên của cô gái mù, hiếm khi Beethoven chơi đàn say sưa đến thế. Âm thanh bay lên như hòa tan trong ánh trăng, theo làn gió tỏa khắp màn đêm. Tiếng đàn đã im từ lâu, hai cha con người thợ giày mới như chợt tỉnh. Thưa nhạc sĩ Beethoven, xin cảm ơn ông đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Người thợ run run chào vị khách bước ra cửa. Thưa ông, chính tôi mới là người chịu ơn ông và cô. Xin phép được mời ông và cô tối mai nghe hòa nhạc tại nhà hát. Rời khỏi xóm lao động nghèo, Beethoven dạo bước về nhà. Ông muốn ghi lại nét nhạc vừa xuất hiện. Và ngay đêm ấy, nhà soạn nhạc thiên tài đã hoàn thành tác phẩm tuyệt vời, bản Sonat Ánh Trăng. Bản Sonat Ánh Trăng có thể nói là một bản nhạc cổ điển đánh dấu sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của Beethoven. Nó vừa có một cái gì đó như là tiếc thương, mất mát, vừa có những lời nguyện cầu, vừa có sự giận dỗi như bão tố. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe trích đoạn bản nhạc Sonat Ánh Trăng của Beethoven.